Xin chào tất cả mọi người, lại là học sinh Vela tụi mình đây. Và hôm nay, video của tụi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những kỷ niệm vui có, buồn có và đặc biệt là những vất vả cam go trong suốt quá trình làm hồ sơ của tụi mình nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Hân, hiện là học sinh lớp 12 văn 1 trường phổ thông Năng Khiếu. Và sắp tới mình sẽ là sinh viên khoa tâm lý học của trường Đại học Denison University. Chào mọi người, mình là Phi Anh, hiện tại mình đang học lớp 12/2 trường cho học ông chuyên đề Hồng Phong. Và sắp tới mình sẽ học tại Villanova University. Thì hai phát về bản thân mình là mình ăn được tất cả mọi thứ ngoại trừ cà tím. Và mình là đứa duy nhất rớt cái trường mà tất cả những bạn ở Vela đều được đậu hoặc Wallis. Chào mọi người, mình là Chánh Lộc. Hiện tại mình đang học tại trường phổ thông Năng Khiếu, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sắp bị đuổi rồi. Mình cũng là một học sinh của Vela khóa 2021. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Xuân Khánh, hiện đang học lớp 12 tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người, mình là Việt. Và mình là một học sinh sắp bị đá đít ra khỏi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Và mình cũng là một học sinh khóa 2021 của Vela. Hello mọi người, mình là Bích Ngọc, đang học lớp 12 trường Nha Định. Và sắp tới mình là du học sinh ở Phần Lan. Tuy là chuẩn bị học ở Phần Lan nhưng mình cũng đã có một khoảng thời gian dài apply hồ sơ cho Mỹ. What? Nghe nó hơi kỳ nhưng mà yeah. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Diệp Hương Phát, đang học lại lớp 12 của trường Phân Năng Khiếu. Và sắp tới mình sẽ học tại trường Dư Hấu. Mình sẽ học tại trường Carnegie Mellon University ở Qatar. Mình chuẩn bị hồ sơ du học, nếu mà bắt đầu tính từ lúc viết bài luận chính thì là cuối tháng 3 năm ngoái đến tận tháng 1 năm nay, tức là cũng gần 1 năm. Nhưng mà nếu mà tính luôn cả khoảng thời gian mà ôm IELTS và SAT thì mình bắt đầu từ đầu lớp 10 lận. Cả quá trình chuẩn bị hồ sơ của mình tốn khoảng 7 tháng. Mình bắt đầu lên kế hoạch làm hồ sơ từ khoảng 1 năm trước. Nhưng mà 4 tháng trước deadline thì mình bắt tay vào làm. Mình bắt đầu làm hồ sơ từ giữa tháng 2 năm 2020 cho tới giữa tháng 11 năm 2020. Thì mình bắt đầu làm hồ sơ vào tháng 3 và kết thúc vào khoảng tháng 10, cho nên là mình mất 7 tháng để làm hồ sơ. Mình bắt đầu chuẩn bị bộ hồ sơ du học của mình khá trễ so với các bạn khác. Giữa lớp 11 mình mới bước chân trên con đường này và đầu lớp 12 là mình đã dần nhận được kết quả từ các trường đại học. Nên tính tổng khoảng thời gian mình dành cho quá trình chinh phục học bổng của mình là 8 tháng. Về tổng thời gian mà mình đã làm hồ sơ thì nó chỉ chiếm của mình chưa đến nửa năm. Nhưng mà về các phần hồ sơ đi kèm, ví dụ như là bài thi SAT cũng như là bài thi IELTS, thì nó chiếm của mình khoảng thời gian trước đó lâu hơn. Mình thấy cái phần khó khăn nhất đối với mình là lúc mà viết những cái bài luận phụ. Dù mình viết rất là nhanh nhưng mà bài luận phụ thì deadline gấp hơn, không có nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ có cỡ 1-2 tháng thôi. Nhưng mà lại phải viết rất là nhiều bài để nộp cho rất là nhiều trường. Thực sự rất là áp lực luôn. Và mình có khi nộp bài cho trường đúng 12 giờ cái ngày deadline. Phần mình thấy khó nhất trong bộ hồ sơ thì có lẽ đó là bài luận chính, tại vì mình phải viết rất nhiều bản nháp cũng như là tốn rất nhiều thời gian sửa. Phần mình thấy khó nhất trong toàn bộ hồ sơ đó là việc lên chủ đề chính cho toàn bộ hồ sơ. Thì chủ đề chính nó một cách dễ hiểu hơn, đó là cái hình tượng mà mình muốn thể hiện cho các nhà tuyển sinh ấy. Cái lúc mà mới bắt đầu làm hồ sơ ấy, thì mình vẫn chưa xác định rõ là mình muốn làm cái gì, mình muốn là ai hay là muốn học ngành gì trong tương lai ấy. Cho nên là cái hồ sơ của mình nó khá là vô định, và kế theo đó là sự trì hoãn trong việc viết luận chính. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Phần mà mình cảm thấy có nhất cũng như là để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất đó chính là bài luận chính. Mình bắt đầu làm bài luận chính từ khoảng cuối tháng 4 và mãi cho đến cuối tháng 9 thì mình mới có bản luận chính cuối cùng. Lý do đó là trước đó bài luận chính của mình dài khoảng hơn 2.400 từ và để cắt nó xuống còn khoảng hơn 650 từ thì nó thật sự là một kỳ công của mình cùng với lại chị counselor. Bởi vì nếu như mà không có chị ấy thì mình sẽ không có được một bài luận chính hoàn chỉnh như là ngày hôm nay. Còn phần mà tốn nhiều thời gian của mình nhất thì đó là chắc là ôn thi SAT. Thì mình ôn cũng tròn một năm, do là lúc đầu mình khá là lười và phần toán của mình thì không có giỏi lắm, cho nên là rất là khó khăn cho mình để mà có thể ôn được lên cái điểm toán như ý. Mình cũng đã lấy được một cái điểm SAT khá là ổn, là 1480. Dù là
chuẩn bị lâu nhất nhưng mà mình thấy cũng khá là xứng đáng. Thì phần luận chính sẽ là phần mà mất rất là nhiều thời gian để làm. Mình bắt đầu viết luận chính từ hồi tháng 3 và mình sửa nó cho tới tháng 10 mới xong được một bài luận, tức là mất cả gần 7 tháng. Nhưng mà mình không có thay đổi ý tưởng nhiều, mình chỉ kiểu thêm những cái chi tiết vào những cái bài của mình. Còn mấy bạn khác thì mình thấy là phải thử đi thử lại rất là nhiều ý tưởng, cho nên mình thấy là kiểu khá là khó đó. Nên là mọi người hãy chuẩn bị bài luận cũng như là chuẩn bị hồ sơ từ sớm nha. Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình thì chắc phải là lúc mình bị rớt ED1 là trường Macalester College. Thì mình rất là thích trường đó luôn, cho nên khi mà trường đó đòi bảng điểm giữa kỳ của mình thì mọi người lúc đó xin rất là khó, nhưng mà mình cũng đã cố gắng mình đi xin. Mình về tới nhà là mình scan ngay và lên portal của trường để tải lên liền. Nhưng mà lên portal thì đã thấy là đã bị từ chối rồi. Thì lúc đó khá là hụt hẫng và buồn, tại vì đã đặt rất là nhiều hy vọng và công sức vô hai cái bài luận phụ của cái trường đó. Kỷ niệm đấy trong bộ hồ sơ thì mình nghĩ nó không hẳn là kỷ niệm, nhưng mà nó là kiểu sai lầm ngu ngốc. Thì hồi đó mình có gửi email cho các trường để giữ liên lạc với họ. Thì trong một lần mình gửi cho cái cô đó ở trường A, nhưng mà mình lại ghi lộn là cô ở trường B. Nhưng mà rất may là cô cũng bỏ qua cho mình và không có gây khó dễ gì cho mình lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình đối với bộ hồ sơ đó là mình bị gặp trục trặc với tài khoản Comment App, vậy nên mình phải gấp rút hoàn thành nó chỉ trong vòng một ngày. Trong suốt quá trình nộp hồ sơ thì mình nghĩ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình chắc có lẽ là những lần phỏng vấn với đại diện của các trường đại học. Bởi vì múi giờ của Mỹ và Việt Nam khá là lệch nhau, cho nên những buổi phỏng vấn của mình toàn diễn ra vào kiểu đêm khuya hoặc sáng sớm 1-2 giờ sáng. Có một lần mình đặt lịch phỏng vấn với trường Knox lúc 2-3 giờ sáng và lúc đó là mình đã miss cái buổi phỏng vấn đó. Ban đầu thì mình khá là sợ, nhưng sau khi mà mình đã phỏng vấn được với thầy thì thầy có chia sẻ là trước mình còn có một bạn miss tới 10 lần lận. Cho nên là sau khi mà nghe xong câu chuyện đó mình khá là an tâm. Cái phần mà mình cảm thấy enjoy nhất trong cả cái quá trình chuẩn bị hồ sơ của mình đó là lúc viết bài luận chính. Tại vì bài luận chính của du học Mỹ đòi hỏi mình phải soi chiếu lại bản thân rất là nhiều, cho nên là từ đó mình nhận ra nhiều thứ, mình nhận ra những cái giá trị của bản thân mình. Và vì vậy mình đã viết được một cái bài luận chính về xu hướng tính dục của mình và cách mình đối phó với sự kỳ thị đổi hóa. Và đó thực sự là một trải nghiệm rất là vui, do bản thân mình cũng khá là thích viết lách nữa. Phần mình thấy vui và enjoy nhất khi làm hồ sơ đó là lên danh sách trường. Đây là công việc mình nghĩ là dễ dàng nhất nhưng mà lại rất là quan trọng, bởi vì ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của mình. Làm danh sách trường giống như đọc báo vậy, mình cứ lướt rồi tìm hiểu thêm những thông tin mới và mình cảm thấy là mỗi trường có những cái điểm đặc biệt riêng, và điều đó khiến cho mình cảm thấy rất là hứng thú và càng muốn tìm hiểu hơn. Phần mà mình cảm thấy vui nhất khi mà mình làm hồ sơ đó là thông qua những lá thư giới thiệu. Khi mà mình xin thư giới thiệu thì mình sẽ được nghe những lời nói bộc bạch cũng như là những lời nói chân thành nhất của các thầy cô, và bên cạnh đó thì nó còn thể hiện ra con người của mình đối với nhân viên tuyển sinh nữa. Nếu mà phải nộp hồ sơ lại thì mình chắc chắn là sẽ sắp xếp thời gian hợp lý hơn trên cái bài luận phụ của mình, để không có những cái vụ chạy deadline sát 1-2 phút hay là viết luận phụ tới sáng nữa. Như vậy thì mình nghĩ những cái bài luận phụ của mình nó sẽ chất lượng hơn nữa. Ngoài ra thì mình cũng sẽ tập trung vào điểm GPA trên lớp để hồ sơ của mình đẹp hơn, năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn nữa. Do ngoài điểm số ra thì hoạt động ngoại khóa ở trong resume cũng cực kỳ quan trọng đối với các nhà tuyển sinh. Nếu mà được nộp lại bộ hồ sơ thì mình ước là mình sẽ viết luận chính nhanh hơn, để không phải vô giai đoạn cuối mới đợi nước tới chân mới nhảy. Mình ước là không lặp lại những cái sai lầm ngu ngốc, nói chung là tránh những cái sai lầm lặt nhặt khi làm bộ hồ sơ tài chính nữa. Nếu như mà mình được thay đổi bộ hồ sơ của mình thì mình rất là muốn viết lại bài luận, và một điều rất là quan trọng nên là mình muốn thi lại IELTS được 7 chấm. Tại vì mình chỉ có 6 chấm thôi, cho nên là mình không thể chọn được những trường cao. Tại vì thường những trường cao thì họ sẽ yêu cầu 7 chấm á, cho nên là mình đã phải từ bỏ những cái trường mà mình yêu thích, mình đam mê, mình mơ ước. Cho nên là nếu như những em nào đang chuẩn bị hồ sơ thì hãy cố gắng cày IELTS đi. SAT thì có thể dù gì được, chứ IELTS mà điểm thấp là xong. Làm lại hả? Thôi, bỏ qua, mình quá lười để sửa lại cái đống hồ sơ đấy. Nếu được đọc hồ sơ lại một lần nữa thì mình mong là sẽ cải thiện được hoạt động khóa. Mình mong là mình sẽ tham gia nhiều hơn cái hoạt động ở ngoài trường.
Bởi vì tính ra là bộ hồ sơ của mình có rất 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 ít các hoạt động ngoại khóa so với các bạn khác luôn. Nếu như có cơ hội được đọc hồ sơ lại một lần nữa thì mình rất 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 muốn thay đổi bài luận phụ của mình. Bởi vì trong thời gian gấp rút thì một số bài luận phụ của mình đọc cho trường á, mình cảm thấy là nó chưa có đủ nặng cũng như là cảm thấy chưa hài lòng về nó. Và mình mong rằng là mình có thể đầu tư cho các bài luận phụ của mình nhiều hơn để có thể xin được mức học bổng tốt hơn. Mình chỉ mong là mấy em sẽ luôn luôn tự tin với bản thân mình, biết bản thân mình là ai, phát triển được những cái giá trị, những cái thế mạnh đó và luôn luôn lạc quan. Mình muốn nhắn gửi đối với các em có ý định du học hoặc là đang muốn đi du học thì hãy chuẩn bị những cái cơ bản nhất, bắt đầu từ việc như là điểm IELTS hay là SAT từ thật là sớm để mình có cơ hội trau chuốt và hoàn thiện cái hồ sơ của mình một cách tốt nhất, chứ không phải là đợi nước tới cổ rồi mới nhảy như là mình. Thì lời khuyên này có thể là có khá nhiều bạn sẽ khuyên đó, các em nên chuẩn bị hồ sơ thật là sớm, có thể là chuẩn bị từ năm lớp 10, lớp 11. Tại vì năm lớp 10 thì tụi em có thể chuẩn bị những cái phần như là kiểu điểm số nè, tụi em có thể học SAT từ năm lớp 10, luyện thi IELTS từ năm lớp 10 và chuẩn bị những cái phần mà hoạt động ngoại khóa để khi mà em lên lớp 11, 12 thì cái số lượng hoạt động em tham gia thì nó đã chất lượng rồi đó. Nên là nó sẽ có lợi cho bộ hồ sơ hơn. Nên là nếu như mà tụi em đang có lớp này, đại học lớp 10, đại học lớp 11 thì chuẩn bị liền đi. Mình nghĩ mấy em một khi đã xác định đi du học ấy thì mấy em nên ôn đi với con đường đấy, tại vì du học không bao giờ lỗ, đặc biệt là khi làm hồ sơ về nhà. Điều mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn là các bạn phải thật sự cố gắng và phải thật sự kiên trì trên con đường này. Bởi vì mình cũng từng muốn bỏ cuộc khá là nhiều lần, nhưng mà cứ mỗi lần mình chuẩn bị bỏ cuộc thì mình lại đạt được một điểm nhỏ trong cái công cuộc chuẩn bị hồ sơ. Và đến cuối cùng là mình đã nhận được rất 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 nhiều các kết quả tuyệt vời từ các trường đại học. Cho nên là mình mong rằng các bạn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì những cái công sức các bạn đang bỏ ra, những cái khó khăn mà các bạn đang phải vượt qua đều là những cái bước đệm cho thành công của các bạn sau này. Cho nên là không được từ bỏ, phải luôn luôn vững niềm tin là mình sẽ làm được và kết quả tuyệt đẹp đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Và cuối cùng, để nhắn gửi cho các em đang làm hồ sơ thì mình mong rằng là các em hãy cố gắng sắp xếp cho mình một hệ thống những cái deadline một cách hợp lý và giải quyết nó từng cái một. Chúc cho các em sẽ có thể là hoàn thành tất cả những cái deadline của mình một cách suôn sẻ và đậu vào trường của mình với một mức học bổng cao nhất. Vậy là phần chia sẻ của những học sinh Bella của tụi mình đến đây là hết rồi. Mọi người có thể thấy đó, quá trình nộp hồ sơ thì đòi hỏi chúng mình phải rất là kiên trì và nhẫn nại, tại vì tụi mình sẽ trải qua rất là nhiều thử thách cam go. Nhưng mà các bạn đừng lo, vì có Bella ở đây, Bella sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt chặng đường làm hồ sơ từ A đến Z. Nên là còn chần chờ gì nữa, cũng tham gia lộ trình chinh phục đường bay cùng tụi mình nha.